Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương ngày 15 tháng 2 và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Tổng hội Người Việt tại Bỉ tổ chức Tết cổ truyền cho bà con tại Bỉ nhằm gìn giữ phong tục tập quán của dân tộc. Những gia đình khó khăn với niềm vui quà Tết từ kiều bào Na Uy. Cùng trải nghiệm không khí đón Tết của Tây Nguyên giữa lòng thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 2 tại thành phố Bruxelles, Tổng hội Người Việt tại Bỉ phối hợp với Liên minh Việt Nam tại Bỉ và Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức đón Tết Bính Thân 2016 cho bà con cộng đồng. Tết năm nay đã thu hút đông đảo bà con người Việt, người Bỉ cũng như các quan chức chính phủ Bỉ tham dự. Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Bỉ đã nhấn mạnh việc tổ chức đón Tết cổ truyền đó là dịp để gìn giữ và duy trì phong tục tập quán của dân tộc, đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ giữa bà con, thắt chặt tình đoàn kết, hướng tới xây dựng một cộng đồng vững mạnh và hòa nhập tốt hơn với xã hội Bỉ. Tham gia buổi lễ, ông Franken, Quốc vụ khanh chính phủ về di trú và tị nạn, đã đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt tại Bỉ. Ông Franken cho rằng với số lượng khoảng 14.000 người, thì người Việt tại Bỉ là một trong những cộng đồng lớn đã và đang đóng góp ngày càng lớn cho xã hội cũng như nền kinh tế Bỉ. Bà con đã được thưởng thức một buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ từ Việt Nam sang biểu diễn, tham dự phiên chợ quê truyền thống Việt Nam, cùng thưởng thức những món ăn đặc trưng của ngày Tết quê hương như bánh chưng, bánh giò, nem rán, xôi. Nhân dịp Tết đến xuân về, Hội Người Việt Nam tại Wessex-Wilkau của Đức đã tổ chức buổi gặp gỡ mừng Tết Bính Thân. Sự kiện đã thu hút đông đảo sự tham dự của bà con kiều bào tại đây, cũng như đại diện cơ quan ngoại giao của Việt Nam và chính quyền địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Wessex-Wilkau, ông Nguyễn Hoàng đã chia sẻ về những suy nghĩ trông đợi trong năm mới, mong muốn người Việt ở nước ngoài ngày một đoàn kết, phát triển, đóng góp cho cộng đồng nơi đất nước mình sinh sống, nhưng cũng không quên đi cội nguồn dân tộc. Thị trưởng Grimmiskau cũng đã cảm ơn lời mời tới dự liên hoan Tết, cho biết rất vui mừng được trải nghiệm những ngày truyền thống khác và qua đó cùng nhau phát triển. Nhân dịp này, các thế hệ người Việt đã gửi đến nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống, cùng với đó là nhiều món ăn đặc trưng quê hương. Buổi gặp mặt đầu xuân là dịp cùng nhau trò chuyện, chia sẻ sau một năm làm việc vất vả và thưởng thức không khí của văn hóa Việt. Còn trong tối 9 tháng 2, Câu lạc bộ Văn nghệ tháng 10 và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Việt Photos của người Việt ở Đức đã lần đầu tiên cùng tổ chức đón chào năm mới Bính Thân 2016 với sự hiện diện của đại diện Đại sứ quán và những người yêu mến. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã nhấn mạnh tới ý nghĩa của đoàn viên gắn kết của cộng đồng trong những ngày Tết, cùng hướng về quê hương đất nước. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn hai câu lạc bộ tiếp tục phát triển các hoạt động của mình và không chỉ duy trì những nét văn hóa dân tộc mà còn tuyên truyền quảng bá cho bạn bè Đức, giúp tăng cường sự hiểu biết để hai dân tộc xích lại gần nhau hơn. Thay mặt cho Hội Đức Việt, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Hội Đức Việt đã phát biểu bằng tiếng Việt nói về ý nghĩa của năm Bính Thân và cho rằng năm nay sẽ là một năm có nhiều thuận lợi, tốt đẹp với nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định đã và sẽ luôn ủng hộ các hoạt động của cộng đồng người Việt tại đây. Hàng năm cứ vào dịp Tết đến xuân về thì cộng đồng người Việt ở khắp mọi miền trên thế giới lại có dịp trở về Việt Nam dự Tết cổ truyền tại quê nhà. Không chỉ là dịp về thăm người thân, gia đình, mà với nhiều kiều bào thì đây còn là dịp để họ được chia sẻ, được chung vui với những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn tại chính quê hương của mình. Mặc dù không có nhiều thời gian cho lần về thăm quê dịp xuân Bính Thân, nhưng bà con kiều bào tại Na Uy, đại diện cho mái ấm tình thương của cộng đồng người Việt tại Na Uy, cũng đã thu xếp thời gian để kịp trao 3 căn nhà tình nghĩa cho những hoàn cảnh neo đơn tại quê nhà vào dịp Tết cổ truyền này. Tôi rất là vui vì từ trước đến giờ thực ra mà nói thì tôi phải đi ở nhà chứ cũng không có nhà. Thế mà đến bây giờ được quay thế là bên tổ chức Na Uy quay tài trợ cho tôi được ở nhà trong đúng một cái dịp Tết này thì tôi cũng rất là vui, là mừng vì từ bây giờ trở đi là tôi cũng sẽ có nhà của mình để ở. Từ nhiều năm nay, tổ chức Mái Ấm Tình Thương của cộng đồng người Việt tại Na Uy đã có nhiều hoạt động từ thiện tại Việt Nam.
không chỉ bằng tấm lòng của bà con mà mái ấm tình thương còn hợp tác với một số tổ chức từ thiện ở trong và ngoài nước để có những chương trình từ thiện thực sự ý nghĩa dành tặng cho những người có hoàn cảnh neo đơn khó khăn tại quê nhà. Mỗi năm Tết đến xuân về thì cũng ai là người Việt xa xứ cũng mong là được về quê hương của mình, cũng cố gắng để thu xếp về trao được những phần quà cho những mảnh đời bất hạnh hoặc kém may mắn, hoặc là những người kém may mắn hơn chúng tôi chẳng hạn. Có một cái nhà dưới này thì hiện bây giờ chúng tôi đang đứng đây thì đã cộng tác với lại Caritas của Hải Phòng. Thì bởi vì nếu mà xây được một cái ngôi nhà khang trang như thế này thì mái ấm tình thương cũng không có khả năng. Mà nếu như mà để cho Caritas không thì cũng khả năng, nên hai chúng tôi đã kết hợp và xây được một cái nhà mái nhà như này. Khi giao thì thấy gương mặt ai nhận nhà thì cũng rất là vui. Sân chùa Tường Vân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, những ngày đầu xuân Bính Thân, những người con xa xứ đã kịp trở về đón xuân chúc Tết cùng bà con tại quê hương. Những món quà thấm đượm tình cảm của kiều bào Việt Nam tại Na Uy vào đúng dịp Tết cổ truyền này đã thực sự mang lại niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn neo đơn tại quê nhà. Được vui vẻ, cảm ơn tất cả kiều bào đã có lòng quan tâm đến chúng tôi rất vui. Không chỉ là những phần quà mà đối với bà con thuộc phường Mạo Khê, thị trấn Đông Triều thì tình cảm của những người con xa xứ khi trở về quê hương cùng chung vui với bà con trong cái ngày Tết cổ truyền đó mới là điều quan trọng nhất. Vẽ tranh mùa xuân, một sân chơi ý nghĩa cho con em công nhân không có điều kiện chơi xa ngày Tết vừa được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Xuân yêu thương của Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết này. Niềm vui của con trẻ cũng chính là hạnh phúc của các bậc cha mẹ, nhất là với những anh chị em công nhân khi kinh tế còn khó khăn, không thể cho con em du xuân trong những ngày Tết. Đa số các bức tranh của các em đều diễn tả cảm xúc và ước mơ với màu sắc tươi vui của mùa xuân. Giải thưởng của cuộc thi chỉ mang tính tượng trưng nhưng đã thực sự mang lại niềm vui cho các bé. Những bức tranh mùa xuân cũng chính là ước mơ của các em. Trong những ngày này thì nhiều hoạt động văn hóa vui xuân đón Tết Bính Thân vẫn đang diễn ra sôi nổi trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội, đem lại những lựa chọn phong phú cho người dân thủ đô. Một trong số đó là việc đắm chìm vào không gian mang đậm sắc Tây Nguyên khi đến với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Chương trình có sự phối hợp tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum. Ở vùng đất Tây Nguyên, vào mỗi dịp lễ Tết, hình ảnh những chàng trai, cô gái buôn làng kết thành vòng tròn, say sưa múa hát trong tiếng cồng chiêng đã trở nên rất quen thuộc. Và hôm nay, hình ảnh ấy được tái hiện giữa thủ đô Hà Nội, đem lại sự hào hứng cho công chúng, nhất là các bạn nhỏ. Đây là lần đầu tiên cháu xem tiết mục múa cồng chiêng đấy ạ. Và cháu thấy rất là lạ. Trước đây thì trong quá trình học phổ thông thì em cũng đã được giới thiệu qua về Tây Nguyên và lễ cồng chiêng. Thì đây là lần thứ tư em đến Bảo tàng Dân tộc học, và rất là may được nhìn thấy lễ hội từ trên nhà rông nhìn xuống ạ. Thì nhìn tận mắt thì chắc là thích hơn trong sách vở rồi. Hương vị đặc sắc của ẩm thực Tây Nguyên cũng được giới thiệu tại chương trình này. Nếu cơm lam thịt nướng được coi là món ăn truyền thống trong dịp Tết, ví như bánh chưng, bánh tét của người Kinh, thì bò một nắng muối kiến vàng lại khá lạ lẫm với người dân thủ đô. Có rất là nhiều cái chương trình cho các cháu vui chơi giải trí. Thứ hai là cũng có nhiều cái món ăn mà các cháu chưa hề biết được, và bố mẹ cũng là đầu tiên. Ví dụ như đây là cái món muối mà có kiến thì là chưa, bố mẹ cũng chưa vào ăn. Thì mà rất là khác lạ so với chỗ khác. Tại đây, khách tham quan không chỉ thưởng thức mà còn có cơ hội giao lưu với đồng bào dân tộc, được hướng dẫn chơi thử các nhạc cụ truyền thống của Tây Nguyên. Trong ấy thì mình có thử chiên tha, đàn tơ rưng, với cả đàn gần nhất là mình thử đàn bông bông. Mình thấy là mỗi để điều khiển được cái âm của đàn rất là khó, và mình cũng thấy rất là phục những cái bác nghệ nhân. Hơn 50 người là đồng bào các dân tộc sinh sống ở Tây Nguyên đã đến với thủ đô Hà Nội, giới thiệu những nét đặc trưng nhất của văn hóa dân tộc mình. Họ có thể là nghệ nhân chuyên nghiệp, là người dân bình thường, là ca sĩ nhí. Con hát bài hát về con chiến sáo. Bài hát đó gồm có đàn clong put và đàn tơ rưng. Bài đó là bài truyền thống của người Sa Đăng. Biểu diễn ở đây cho người dân, cho các bạn thấy rất là vui. Năm nay thì điểm nhấn của chương trình chính là các cộng đồng dân tộc người đến từ Tây Nguyên, mà chủ yếu ở đây là các dân tộc Brâu, Bana và Sa Đăng của tỉnh Kon Tum đến trình diễn tại bảo tàng, để giúp cho công chúng nói chung hiểu thêm được
các loại hình di sản văn hóa của một các cái dân tộc bản địa ở vùng đất này. Chương trình Vui Xuân mang đặc sắc văn hóa Tây Nguyên diễn ra trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 Tết, cũng là hai ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Bính Thân của người dân Việt Nam. Những hoạt động ở đây không chỉ mang lại cơ hội tìm hiểu văn hóa Tây Nguyên mà còn giúp mọi người thêm vui vẻ hào hứng trước khi bước vào một năm mới học tập và làm việc đầy may mắn và thành công. Trong những ngày xuân thì tiếng trống hội khi vang lên luôn khiến cho lòng người rạo rực. Tiếng trống như là một lời thúc giục mỗi người đến với những ngày hội xuân, hội làng ở khắp mọi nơi. Trong không khí sắc xuân đang ngập tràn, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng trống và khám phá những câu chuyện thú vị của đội trống nữ nông dân hiếm hoi tại Việt Nam. Chúng tôi gồm có 32 thành viên. Đội trống nữ của chúng tôi toàn là những người con của quê hương xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Hơn nửa năm nay rồi, ngôi đình làng có gốc tích từ thế kỷ 18, ghi dấu biết bao thăng trầm của những ngư dân xã Giao Hải, Nam Định mới được phục dựng này, là nơi tập luyện của những chị em trong câu lạc bộ trống hội quê hương. Chị em nào cũng là nông dân và để vào được đội trống cũng phải trải qua những yêu cầu chẳng kém phần nghiêm ngặt, từ khuôn mặt, chiều cao và nhất là phải có chồng, có con rồi. Mình muốn giữ lại cái nét truyền thống của quê hương để cho sau này mọi người được biết đến quê hương của mình. Giờ thì bên cạnh trống hội, câu lạc bộ lại tự mày mò phục dựng những bài hát văn về quê hương miền biển. Quần áo cũng đầy đủ chẳng kém đoàn văn công chuyên nghiệp. Thế kia phải cân cho gãy thử xem nào. Tay kia thấp xuống kia đi, tay thấp xuống. Cả xã mỗi người một chút, góp công xây dựng đội trống. Nhưng người có công gây dựng đội trống lớn nhất phải kể đến người lính già Trịnh Vệ. Chẳng buổi tập nào của chị em thiếu bóng ông. Hôm nay, cả đội ghép đội hình lần cuối cho hội làng sắp tới. Nên dù mưa, nhưng các chị và ông Vệ cũng gắng sức. Tôi xây dựng cái đội trống này nhằm mục đích phát huy cái văn hóa cổ truyền của ông cha để lại. Và thứ hai cũng là đáp ứng được một cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngôi đình cổ được phục dựng, những tiết mục văn nghệ dân gian được tái hiện. Những người yêu văn hóa cổ trong xã cùng tìm về với nhau lập thành hội, làm cho đời sống tinh thần của người dân xã Giao Hải sôi nổi hơn bao giờ hết. Nên người dân trong xã tự hào về quê mình lắm. Người dân Giao Hải nói, tiếng trống hội còn thì tình yêu của người Giao Hải dành cho vốn cổ quê cha mãi còn. Thời tiết đẹp cộng với các điểm du xuân phong phú, Tết Bính Thân năm nay thì Đà Nẵng đón một lượng khách vượt ngoài dự kiến, tăng đến 26,5% so với 16,5% mà ngành du lịch đã dự báo trước Tết. Theo thống kê sơ bộ của ngành du lịch Đà Nẵng, từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, Đà Nẵng đón hơn 220.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là hơn 79.000 lượt, khách nội địa hơn 140.000 lượt. Đặc biệt trong năm nay, nguồn khách quốc tế từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng đột biến. Theo giới quan sát thì du lịch Đà Nẵng sẽ còn tăng trưởng mạnh hơn nữa bởi thành phố biển này có nhiều ưu thế vượt trội, cảnh quan thiên nhiên phong phú, trật tự đô thị an toàn, hạ tầng du lịch đồng bộ, nhiều điểm tham quan, nghỉ dưỡng lý tưởng, đáp ứng được nhu cầu của từng phân hạng khách. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Người Việt Bốn Phương ngày 15 tháng 2. Quý vị có thể xem lại chương trình tại hai địa chỉ website hiện trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.